Joanne kính chào lại tất cả quý vị mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục về những bản tin liên quan đến chiến sự của Ukraine. Đầu chương trình thì Joanne chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào, mọi sự việc may mắn tốt đẹp sẽ đến cho các quý vị. Trong một cái bối cảnh mà chúng ta còn đang bị lo âu về vấn đề nhiều sự việc lắm, về vấn đề chiến tranh nè, nó đang càng ngày nó đang càng bùng phát. Về ở tại châu Âu hay tại Á Châu hay là tại chính trị nội bộ trong đất nước, rồi vấn đề kinh tế nó vẫn tiếp tục đang có cái dấu hiệu leo thang. Nên là Nguyên mong muốn là mọi sự việc tốt đẹp, những cái sự việc khó xử trong đời sống nó sẽ được trải qua một cách nhẹ nhàng cho các quý vị nhé. Những lời nói chúc đã xong thì cho chúng ta đi vào những sự kiện bản tin nổi bật mà chúng ta cần thiết biết về liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Thì các quý vị cũng biết đó là ngày hôm qua Thủ tướng Hungary, đó là ông Viktor Orbán, một cái tên tuổi mà chúng ta quen thuộc trong diễn đàn bởi vì Nguyên nêu lên thường xuyên, ông Viktor Orbán đã đến Ukraine. Lần đầu tiên ông ta đến nó thật đó là một cái sự vô cùng bất ngờ, vì chúng ta đều biết á, là cái đường lối chính trị của ông Viktor Orbán á, là khá thân với Putin, và những cái gói trợ cấp của châu Âu á, viện trợ cho Ukraine á, thì ông này lúc nào cũng làm khó dễ hết. Nhưng lần đầu tiên ông ta đến và cái sự đón tiếp của Tổng thống Zelensky cũng bình thường, cũng giống như tất cả mọi vị tổng thống khác. Và một cái bắt tay rất ấm áp của hai nhà lãnh tụ đã được đăng lên trên mạng xã hội. Thì ai cũng muốn biết là ông Viktor Orbán đến Ukraine đến với cái vai trò gì? Ông ta đến với mục đích gì? Là một cái câu hỏi mà Nguyên nghĩ là nhiều người. Thì ngày hôm nay tại Ukraine đã tiết lộ chúng ta một bản tin rằng là cái cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh tụ, đặc biệt là Tổng thống Zelensky đã nêu lên cái vai trò của ông Viktor Orbán ngày hôm nay. Vì hiện bây giờ ông Viktor Orbán đang đóng một cái vai trò là cố vấn cho Liên minh châu Âu. Ông ta đang giữ cái chức vụ này trong vòng 6 tháng. Tổng thống Zelensky kêu gọi cái sự nỗ lực của ông ta nhiều hơn để gánh vác cái vai trò đúng cái bổn phận của mình và thúc đẩy cái hòa bình yểm trợ cho Ukraine. Sau khi cái lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có sự phản hồi ngay lập tức và trả lời trước báo chí. Ông ta kêu rằng là hãy nên tìm những biện pháp và kêu gọi hai bên hãy chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt. Ông ta đang đóng một cái vai trò tìm một biện pháp hòa bình cho Ukraine và Nga. Đây là những bản tin bề ngoài chúng ta nhận được. Nó chưa nói lên những cái chi tiết đơn phương, thí dụ như là Hungary có viện trợ cho Ukraine hay không, Hungary có đưa ra những cái đường lối nào kế tiếp, cam kết rằng là Ukraine có sáp nhập được châu Âu hay không, cái đó thì chúng ta không biết. Nhưng có một cái điều rất là bất ngờ là trong cái giai đoạn mà ông thủ tướng của Hungary đang ở tại thủ đô Kiev và đang đàm thoại trực tiếp với Tổng thống Zelensky, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hungary điện thoại qua bên Nga. Ngày hôm nay thì chính phủ Nga đã tiết lộ một bản tin khá là lý thú đây. Nga cho rằng là Hungary đã trực tiếp điện thoại với chúng tôi và muốn nói chuyện với chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là ông Lakov đã nói chuyện với người đồng cấp của mình, Bộ Ngoại giao của phía bên Hungary. Chúng tôi đang có cuộc nói chuyện về ban giao, về nhiều vấn đề của ban giao của hai quốc gia. Trong đó chúng tôi đã nói về vấn đề những người dân tộc thiểu số của chúng tôi đông phương. Thì các quý vị biết là có một số lượng dân tộc Hungary ở Nga và cái số lượng dân tộc Nga ở Hungary. Chúng tôi đã đàm phán và nói chuyện với nhau nhiều vấn đề khác nữa. Các quý vị thấy ngộ không? Một mặt thì nhà lãnh đạo tối cao Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán thì đến Kiev. Một mặt khác, phải chăng ông này là hai mặt bây giờ? Vì ông cũng sợ cái gì đó, Nguyên không biết lý do nào. Ông đi đến Ukraine, nhưng ông vẫn sợ hết cái gì đó. Ông vẫn kêu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông phải đi nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga. Thì cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy nó rất là thắc mắc. Các bạn thấy việc đó là cái hành động của ông đó, ngay lập tức trong ngày luôn, trong ngày hôm qua, thì cái điều đó là báo chí Nga, đặc biệt hơn nữa thì là báo chí của Nga, nó còn nhấn mạnh một cái điều là
là phía bên Hungary muốn nói chuyện với chúng tôi. Họ năn nỉ được tôi nói chuyện. Họ còn nhấn mạnh cái điều đó. Thì nói chung là đối với Nguyên á, là ông thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán á, ông muốn đánh bóng cái tên tuổi của ông. Ông đến Ukraine á, mục đích á, là để cho người ta chú tâm về ông. Vì ông sợ người ta không nhắc về ông. Thực tế ông không giúp đỡ gì Ukraine hết. Ông đến với một cái vai trò rất là hờ hợt. Và bởi vì ông mới vừa nhậm chức cố vấn châu Âu. Và ông muốn đánh bóng cái tên tuổi của mình. Để cho báo chí nhắc về ông. Thì ông đã thành công. Ngày hôm qua thì báo chí nào cũng nhắc về ông hết. Báo chí nào cũng nhắc tên tuổi ông và hình ảnh ông hết. Bởi vì lần đầu tiên ông đến Ukraine. Chứ thực tế ổng không có mặn mà cho lắm để giúp đỡ Ukraine trong cái cuộc chiến này. Và ổng cũng sợ là Nga phiền lòng nên ổng đã gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ổng đi nói chuyện để xoa dịu và giải thích cho Nga rằng là cái chuyến đi này chỉ là cái chuyến đi ngoại giao bình thường mà thôi. Không có gì thay đổi giữa Nga và Hungary đâu. Đó là bản tin đầu tiên nói cho các quý vị biết cái chuyến đi của ông Viktor Orbán và hai mặt như thế nào. Và bây giờ chúng ta nói về sẵn tiện, chúng ta nói về những cái người đi đến những cái nơi lạ kỳ đúng không? Thì Putin đang đi đâu? Ngày hôm nay Putin đang đi đâu? Thì các vị biết là cái bước đi của Putin á, ai cũng theo dõi hết. Và mỗi lần Putin đi như vậy á, là Putin rất là sợ. Cho Nguyên nêu là một con số chính xác cho các quý vị nắm rõ được ha. Nếu Putin đi điều động đi trong đất nước, cũng nghe là Putin đi từ tỉnh này qua tỉnh kia. Thí dụ là từ thủ đô đi tới thành phố lớn thứ hai đó là Saint Petersburg, thì mỗi lần Putin điều động như vậy đó thì sẽ có khoảng tầm 400 đến 500 binh sĩ bảo vệ, lực lượng an ninh bảo vệ Putin để sợ bị ám sát. Đó là đi ở trong đất nước. Còn nếu mà đi ngoài đất nước thì trong phạm vi từ 4 đến 5 ngàn, đó là đi ngoại giao ngoài đất nước, thì là điều động lực lượng đến 4 đến 5 ngàn để bảo vệ được cái trật tự an ninh cho Putin tối đa. Vì Putin hiện bây giờ đang bị tòa án quốc tế truy nã và Putin đang bị chợ đen, tức là cái chợ đen đó treo tiền thưởng. Nên là đó, hiện bây giờ Putin đang rất là lo lắng đến cái vấn đề mà an ninh của mình. Nên là Putin rất là do dự để đi đó đi đây, nhưng bữa nay ông ta phải đi. Đây là một cái buổi họp cực kỳ là quan trọng ở tại quốc gia tổ chức là Kazakhstan. Đây là một cái buổi họp ở trong một cái khu vực mình kêu là trung tâm Á Châu. Trung tâm Á Châu. Trong cái buổi họp này thì Putin sẽ gặp trực tiếp thêm một lần nữa Tập Cận Bình với nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Các vị biết là tình trạng của thế giới ngày hôm nay á, nó đang ở trong một cái giai đoạn bất ổn. Quyền phải nói một câu chính xác là nó vô cùng bất an. Những cái thế lực và những cái khối châu lục á, nó đang cần một cái sự việc thống nhất về vấn đề tương lai như thế nào. Vì không ai đoán được là tương lai có chiến tranh lớn hay không. Cái điều này hiện bây giờ thì ai cũng đang muốn tìm những biện pháp ngăn chặn. Nhưng có ngăn chặn được hay không còn là một cái câu hỏi. Nên là cái vấn đề mà người ta lo lắng trong tương lai xảy ra cuộc chiến đó. Và Nga đang tìm đồng minh đủ thứ biện pháp hết. Thì ngày hôm nay Putin đã đích thân đến Kazakhstan. Trong đó cái buổi họp đó sẽ gồm của những quốc gia sau đây. Những quốc gia chính và những thành viên được mời. Ở đây là cái tổ chức mà kêu là Trung tâm Á Châu. Chứ nó không phải là miền Nam Á Châu giống như chúng ta. Trong Trung tâm Á Châu thì chúng ta có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, mấy ông tăng tăng đó. Đó, mấy ông khu vực mà gần Nga, rồi có thể cả luôn Mông Cổ. Tỳ năm người ta mời Mông Cổ, tỳ năm không mời. Đây là một cái buổi họp nó khá tầm quan trọng cho Putin. Để cho Putin tìm ra được những đồng minh, những người sát cánh. Tuy rằng trong cái buổi họp này đó, phần lớn là đồng minh của Nga rồi. Nhưng hiện bây giờ chưa có đồng minh nào của Nga cam kết là sẽ sát cánh cùng Nga nếu có cuộc chiến lớn xảy ra hết. Thì bây giờ không ai có thể nói là không ai chắc sẽ giúp đỡ Nga hết. Không ai chắc là sẽ giúp đỡ Nga cả các quý vị. Nên là cái điều đó làm cho Nga đang ở trong một cái trạng thái cực kỳ là lo lắng. Nên là Nga trong cái buổi họp này đối với Nga là cái tầm cực kỳ là quan trọng. Vì Nga sợ nhất là gì? Là những cái quốc gia ở miền Nam đất nước Nga, có nghĩa là miền Bắc Á Châu chúng ta gần Trung Quốc, rồi Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan đó. Những quốc gia này sẽ bị giật dây chính trị, đặc biệt là sự giật dây của phương Tây.
và quay lưng lại với Nga. Thì đó là cái điều mà Nga đang sợ hãi nhất, cũng giống như đất nước Armenia trong thời gian vừa qua đã hoàn toàn cắt đứt bang giao với Nga. Cái điều này thì nó nói chúng ta biết được là trong cái buổi họp này á, thì hiện bây giờ là cái buổi họp ngày đầu tiên diễn biến ra, và mới đây thôi, nên là cũng còn nằm ở trong cái trạng thái họp. Nên là những chi tiết cụ thể thì Nguyên chưa có nhận được. Nhưng mà Nguyên tin chắc là một cái điều nhục nhã cho Putin mà thôi. Các bạn biết là ngày xưa đó, trong những cái buổi họp quan trọng như vậy đó, thì cái người đầu tiên mà người ta chú ý chính là Nga. Và tất cả những nhà lãnh tụ sẽ ở đó trước, và Putin là người cuối cùng sẽ bước vào trong bài, trong cái phòng họp. Đó là ngày xưa nha. Còn ngày nay thì khác. Putin là phải người ngồi trước và trực hờ những đồng minh mình tới, và chờ đó bắt tay từng người. Và đặc biệt cái vai trò của Trung Quốc sẽ khác. Trung Quốc sẽ là người cuối cùng và thấy rõ được là Trung Quốc đã vượt qua khỏi nguyên là cái tầm ảnh hưởng, vượt qua khỏi Nga ở trong tất cả những buổi họp sắp tới đây. Thì bây giờ không ai đặt cược vào Nga cả. Hiện bây giờ khả năng của Nga không tự bảo vệ được mình nữa, thì tất nhiên là người ta phải nghiêng về Trung Quốc rồi. Nên nói là cái dáng cờ này Putin thua thảm bại. Những cái quốc gia giống như là Kyrgyzstan, Kazakhstan rồi đó, những cái quốc gia mà ở gần khu vực biên giới Nga đó, đồng minh của Nga đó, dần dần sẽ bị Trung Quốc nuốt hết. Bảo đảm với các cái vậy là Trung Quốc nuốt sạch, trừ Ấn Độ ra thôi. Ấn Độ thì Trung Quốc không có đủ khả năng nuốt trọn. Nhưng những cái quốc gia đó sẽ bị ảnh hưởng với Trung Quốc và nền kinh tế của Trung Quốc xâm nhập vào chính trị. Và dần dần Nga sẽ không còn là cái quốc gia có tầm ảnh hưởng và leader của Nga, là những quốc gia đứng đầu ở khu vực đó nữa. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Putin ngày hôm nay. Ngoài vấn đề có một vị mà đi cũng lạ nữa. Đó là ca sĩ Kanye West. Chắc là ca sĩ rapper. Nhắc hạt rap. Khá là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Kanye West cũng đưa ra ứng cử viên tổng thống đó, nhưng mà thấy là thất bại và rút ra khỏi, các người biết đó. Thì Kanye West đã đi đến thủ đô Moscow trong một cái giai đoạn mà Mỹ đã khuyên người dân Mỹ không đi đến Nga, vì đã có rất là nhiều người đã bị bắt trong cái chuyến đi du lịch tới Nga, là bị bắt và cáo buộc là cái tội gián điệp. Nga bắt không có lý do gì hết, mà trong quá khứ đã bắt, vài nhà báo đã bắt, một cầu thủ bóng rổ đã bị bắt, và nhiều người khác còn đang bị bắt với cái tội danh này, tội danh kia. Và mục đích của Nga bắt những cái người mang quốc tịch Hoa Kỳ để làm gì? Để trao đổi con tin, khi Mỹ đang bắt một số lượng người Nga hay là Pháp và châu Âu đang bắt, thì để dùng những người này để trao đổi con tin trong những ngày kế tiếp. Thì trong một cái giai đoạn mà bang giao giữa Mỹ và Nga đang khá là đang nóng, đang bế tắc mà đang nguy hiểm, chính phủ Mỹ đã khuyên người dân Mỹ không nên đến Nga, cả luôn những người đang mang hai quốc tịch. Nhưng mà anh Harper này là muốn nổi tiếng, anh ta muốn tạo ra cái scandal, anh ta muốn chắc là muốn có nhiều người chú ý đến mình, sợ là nhạc của mình không ai nghe hay gì đó, thì anh ta đã đến Moscow. Theo người ta biết là anh này ảnh rất là ái mộ Putin, và dân chúng Moscow đang đón tiếp ảnh một cách nồng hậu. Đây là những cái chuyến đi lạ kỳ mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị, giống như là ông Orbán, thủ tướng Hungary đến Ukraine, ca sĩ Kanye West đến Moscow, Putin đang ở tại Kazakhstan. Đó là những cái chuyến đi của những người khá là nổi tiếng mà chúng ta tìm hiểu và biết. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật cái bản tin quan trọng liên quan đến quân sự. Và bởi vì cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay nó đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là bất ổn, và những quốc gia châu Âu phải có những sự đoàn kết và tìm ra những cái biện pháp để bảo vệ lấy mình. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh là chúng ta không biết là chính trị của Mỹ có sự thay đổi hay không. Hiện bây giờ sự bang giao giữa Mỹ và châu Âu trong cái khối liên minh NATO khá là tốt đẹp. Nhưng mà Nguyên nói một câu là trong chính trị không ai là đồng minh mãi mãi, cũng không ai là kẻ thù mãi mãi cả. Nên châu Âu phải có một sự bảo vệ lấy mình và không quá dựa dẫm vào Hoa Kỳ. Nên là gần đây thì tập đoàn công ty và chính phủ của Đức đã ban giao thân thiện với Na Uy để nghiên cứu ra những cái loại vũ khí mới, những loại vũ khí mà họ cho là những vũ khí tương lai. Vì cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đó
họ đã nhìn nhận ra được là những vũ khí trong thời chiến tranh cũ đó, đệ nhị thế chiến thập niên 90, cả luôn nguyên nói gần năm 2000, là những sản xuất vũ khí nó lỗi thời, nó không hợp với thời đại. Thì nó không còn hợp với thời đại nữa, thì trong tương lai cuộc chiến nó phải khác. Và cuộc chiến tranh Ukraine và Nga đó thì Nguyên đã có phân tích đó, là một cái nơi đang đốt vũ khí cũ. Những vũ khí cũ hiện giờ nằm ở trong kho, nó không có tác dụng gì hết và nó không phù hợp. Thì cuộc chiến tranh Ukraine và Nga là cuộc chiến tranh đốt đi những cái kho vũ khí cũ và để chế tạo ra những vũ khí mới nó phù hợp với thời đại. Nên là tập đoàn, công ty và chính phủ của Đức đã bắt tay với Na Uy để sản xuất hàng loạt loại vũ khí, trong đó nó có hỏa tiễn siêu thanh, đặc biệt là những cái hệ thống không người lái, máy bay không người lái, xe tăng không người lái, xe bọc thép không người lái, tàu ngầm không người lái, xuồng không người lái, vân vân và vân vân. Thì đây là một cái sự nỗ lực mới mà Đức đã gánh một cái vai trò khá lớn để có thể nó có một cái tiềm năng trong tương lai có thể bảo vệ được châu Âu. Ngay lập tức thì chính phủ của Ba Lan đã lên tiếng rằng là Đức Đức gắng cố gắng nỗ lực vì cái vai trò của Đức nó rất là quan trọng. Đức có thể trở thành một cái quốc gia hàng đầu dẫn dắt châu Âu để bảo vệ cái trật tự an ninh trong thời gian sắp tới. Thì các quý vị biết là nước Đức là cái quốc gia có cái nền kinh tế vững chắc mà mạnh nhất ở tại châu Âu. Khi người ta nói cái nền kinh tế mạnh nhất chứ không phải nghĩa là người dân sống sung túc nhất và hạnh phúc nhất, các quý vị đừng lẫn lộn cái điều đó. Khi mỗi lần chúng ta nhắc nó là kinh tế là chúng ta nghĩ là wow, chắc là người dân nó sống hạnh phúc, nó không. Đức chỉ có xếp hạng rất là xa so với vấn đề mà hạnh phúc, tất nhiên, nhưng mà Đức vẫn là nằm trong cái kinh tế lớn nhất ở tại châu Âu. Mà chắc quý vị biết là nước Đức đã hồi phục được cái nền kinh tế sau đại nghĩa thế chiến, và hiện bây giờ cái nền kinh tế của Đức nó là vượt qua khỏi tất cả những quốc gia tại châu Âu với cái số GDP thu nhập. Thì cái vai trò của Đức cũng rất là quan trọng, và những quốc gia được hạnh phúc nhất trên thế giới thì phần lớn á là những quốc gia Bắc Âu, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, là trong năm quốc gia này phần lớn là chiếm hàng đầu là những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Khi lúc đó đất nước người ta dân số ít, cái thu nhập GDP của dân số đó của quốc gia đó rất là ít, nhưng mà cái thu nhập cá nhân thì nó lại cao và đời sống nó hài hòa, an ninh trật tự, nên là người ta đánh giá là những cái quốc gia Bắc Âu là quốc gia được nằm trong cái danh sách hạnh phúc nhất trên thế giới. 2 năm gần đây là Phần Lan chiếm nhất hạng nhất. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của nước Đức sản xuất vũ khí trong cái bối cảnh mà chiến tranh đang phức tạp. Người phải nói là đang lo lắng trong cuộc chiến trong tương lai giữa NATO, châu Âu và Nga đối đầu. Và bây giờ một bản tin liên quan dành cho tất cả cô chú và anh chị em yêu mến F-61. Mấy gần đây thì chúng ta nghe rất là nhiều thông tin ồn ào về F-61. Và cái sự chờ đợi của F-61 đã mòn mỏi hơn 1 năm trời. Tới bây giờ thì Nguyên vẫn chưa thấy bất cứ một cái bóng dáng nào F-61 hết. Nguyên nhân và lý do thì Nguyên đã có nêu lên trên diễn đàn của chúng ta đó. Nó là bởi vì nó có nhiều cái vấn đề mà trước khi F-61 bước vào cuộc chiến phải bảo vệ nó đã. Hiện bây giờ không có một cái căn cứ không quân nào có đủ khả năng bảo vệ được F-61 hết, không bị tiêu hủy với bom đạn của Nga. Gần đây nhất thì Nga đã công bố là họ đã tiêu hủy một số lượng rất là nhiều máy bay của Ukraine. Khi họ tấn công vào căn cứ không quân, họ đã tiêu hủy, họ nêu lên là 5 chiếc máy bay Su-27. Đầu tiên thì họ công bố là 3 chiếc, bây giờ họ công bố đến 5 chiếc. Trung Nguyên nói, đây là những gì Nga công bố. Thật hư như thế nào thì chúng ta không rõ khi không kèm với hình ảnh và cũng không kèm những đoạn video. Và phía bên Ukraine vẫn im lặng trong cái bản tin này. Đó là cái bản tin này cho Nguyên nói nó chỉ có khoảng tầm 60-70% là thật. Nhưng mà đó là những gì Nga công bố. Cũng nói cho các vị biết là cái khó khăn nhất đó là cái chỗ nào để đậu máy bay được an toàn. Với vệ tinh ngày hôm nay, với tình báo, gián điệp, thì tất cả nơi nào trên lãnh thổ đều người ta có thể biết được hết. Vậy làm thế nào để cho khi một số lượng máy bay khoảng tầm 60 mấy chiếc khi đến Ukraine mà nó không bị tiêu hủy với hỏa tiễn siêu thanh của Nga? Đó là một cái câu hỏi. Trong thời gian vừa qua thì người ta đã nghiên cứu ra nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cái biện pháp mà người ta muốn làm
đó là đào sâu xuống dưới lòng đất, tạo một căn cứ không quân ở dưới lòng đất để cho bom đạn của Nga có tấn công đi nữa cũng không thiệt hại. Nhưng mà các quý vị cũng biết là muốn xây một cái căn cứ không quân ở dưới lòng đất thì nó không tính bằng ngày được, nó phải tính bằng năm, bằng năm để mới xây dựng thành công. Nên là cái điều đó là một cái điều nan giải. Vừa qua thì người ta đã có ý định để ở tại Rumani, hiện bây giờ cũng vẫn còn đang để một số lượng nhỏ ở tại căn cứ không quân Rumani và ở tại Ba Lan. Nhưng mà Rumani mà Ba Lan có cho phép Ukraine sử dụng cái căn cứ này mãi mãi hay không, và cho phép Ukraine dùng máy bay F-61 tấn công trên lãnh thổ của Nga rồi bay về Rumani hay không, và cái hành động đó có phải chăng là trực tiếp chiến tranh giữa NATO và Nga? Đây là một cái câu hỏi mà người ta đang nhức đầu giải quyết. Hiện bây giờ thì Rumani không hài lòng mà đọc ý chỗ đó. Chính phủ của Rumani cho rằng là tạm thời bây giờ các anh đậu được, các anh có quyền đậu tạm thời ở đây, chúng tôi giữ cho các anh. Nhưng mà trong tương lai các anh sử dụng nó để tấn công vào Nga thì các anh không. Rumani thì không đồng ý, Ba Lan thì đồng ý. Ba Lan thì đồng ý. Ba Lan không ngần ngại cho phép Ukraine sử dụng căn cứ không quân của mình trở thành cái bãi đậu máy bay. Nhưng Rumani thì họ phản đối. Tạm thời thì họ cho đậu, nhưng mà khi anh sử dụng nó đánh chiến tranh rồi thì anh phải đậu ở chỗ nào đó. Nhưng mà căn cứ của tôi mạn phép không cho phép, vì tôi không muốn liên lụy trong cuộc chiến. Thì đây cũng là một cái quan điểm chính trị của Rumani để họ bảo vệ đất nước của mình mà không bị tấn công, cuộc tấn công của Nga. Thì hiện bây giờ là đây là một cái vấn đề rất là khó cho chánh quyền Zelensky để tìm ra những cái biện pháp phù hợp nhất để làm sao khi F-61 bước vào cuộc chơi có chỗ nơi đậu. Nếu đậu ở tại Ba Lan thì khá xa, các vị biết nhìn cái biên giới của Ba Lan đó, rất là xa. Từ đó mà bay đến chiến trường ở sườn miền đông đó, nó xa vời vợi, nó xa vời vợi. Nên là Ba Lan cũng không phải là cái nơi phù hợp nhất. Rumani thì khá phù hợp vì không xa lắm. Nhưng Rumani họ không đồng ý. Rumani họ không đồng ý. Nên đây là một cái điều mà đang nhức đầu. Đang nhức đầu cho chánh quyền của Zelensky. Phải tìm cái nơi nào phù hợp nhất để mà bảo vệ F-61. Ngày hôm nay thì chánh phủ Phần Lan đã tiết lộ chúng ta biết là họ những cái giấy tờ, những cái hành chánh, những cái thủ tục, vấn đề mà gửi F-61 cho Ukraine đã hoàn tất, và Ukraine muốn nhận lúc nào thì họ gửi lúc đó, xong xuôi. Đối riêng biệt với Phần Lan, cái số lượng Phần Lan cho không có nhiều, như 10 chiếc, 11 chiếc gì đó. Nên là cái số lượng Phần Lan họ nói là những cái giấy tờ, những cái hành chánh, cái sự chuẩn bị sơn phết máy bay, họ sơn phết lại hết cái lá cờ của Ukraine hết. Họ đã trang bị tu bổ, họ đã kiểm tra từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong, tất cả đã xong xuôi hết, chỉ cần Ukraine đồng ý là họ gửi. Ukraine đồng ý là họ gửi. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy Phần Lan vừa qua và Hòa Lan vừa qua cũng đã làm tương tự như vậy. Hòa Lan cũng đã nói xong 26 chiếc máy bay của tôi đã ok, sẵn sàng gửi cho các anh. Bây giờ Phần Lan cũng nói 11 chiếc của chúng tôi ok, sẵn sàng gửi cho các anh. Còn Đan Mạch thì chưa công bố cụ thể, và Bỉ cũng chưa công bố họ đã sẵn sàng chưa. Hiện bây giờ có hai quốc gia đã công bố sẵn sàng, máy bay đã sẵn sàng rồi. Đan Mạch đã gửi 3 chiếc trước, nhưng mà Đan Mạch chưa có gửi hết, có nghĩa là Đan Mạch chưa có sẵn sàng gửi hết một lượt. Nên là chúng ta sẽ chờ xem coi trong những ngày gần nhất đây thôi, đặc biệt là ngày 7 đến ngày 9 tây tháng 7. Đây là cái ngày mấu chốt mà buổi họp NATO đang họp diễn biến ra tại Hoa Kỳ, thì coi Ukraine có phản công theo những tin đồn gần đây hay không. Đó là bản tin liên quan đến máy bay F-61 mà Nguyên nghĩ các quý vị đang chờ đợi trong diễn đàn. Các bác hay hỏi rất là nhiều tình trạng của máy bay như thế nào. Nguyên nói thực tế là Nguyên chờ đợi giống như các bác, cái cổ của Nguyên nó cũng dài. Và Nguyên đi kiếm những cái bản tin đó Nguyên đọc, Nguyên cũng mệt. Vì không phải lúc nào nó cũng chia sẻ những bản tin đó.
và bởi vì cái sự chờ đợi của chúng ta đó, chúng ta đang hào hứng cái cuộc phản công của Ukraine đó, nên chúng ta cảm giác nó lâu vô cùng. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật cái bản tin vui cho Ukraine, đó là cũng bản tin bí mật mà đang làm cho dấy lên một cái sự lo lắng cho Putin. Các vị cũng biết là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đã đi đến Hoa Kỳ cách đây 2 ngày, và ông ta đã gặp trực tiếp ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, đó là ông Lloyd Austin. Và không biết hai ông đã nói cái gì không biết, vì cái đó là an ninh quốc gia mà không bao giờ tiết lộ. Và người ta tình nghi là Ukraine đang cần sự giúp đỡ của Mỹ để cho cuộc phản công sắp tới đây. Sắp tới đây. Nên là cần sự giúp đỡ của Mỹ là cần cái gì? Không phải là cần binh sĩ. Bởi vì Mỹ có tình báo, quan trọng là tình báo. Mỹ có thể yểm trợ về vấn đề chính xác về vệ tinh, thông tin gián điệp, Mỹ có thể yểm trợ cho Ukraine về cái điều đó. Nên là, và đặc biệt là chiến lược, tác chiến chiến lược, cần cái cố vấn cách làm sao kêu là có cuộc phản công thành công như thế nào, sắp xếp làm sao cho nó phù hợp trong cái bối cảnh, và đặc biệt hơn nữa là vũ khí như thế nào, có bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu binh sĩ, tấn công chỗ nào nó phù hợp, đánh như thế nào nó mới là đúng. Thì sau khi cái cuộc nói chuyện của hai nhà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xong, thì ngày hôm nay ông Lloyd Austin đã công bố chúng ta biết là cái gói viện trợ boom, cái gói viện trợ 2 tỷ mấy Mỹ kim, đây là cái gói viện trợ lớn, không phải là mấy trăm triệu. Cách đây không lâu thì Mỹ mới gửi 150 triệu về vấn đề đạn dược cho Ukraine, nhưng đây là cái gói trợ cấp lớn 2 tỷ 3. Chừng nào gửi, trong đó nó có gồm vũ khí gì thì Mỹ chưa có nêu lên quá chi tiết cụ thể. Nhưng lý do tại sao sau khi cuộc nói chuyện giữa hai nhà bộ trưởng quốc phòng thì ngay lập tức ông Lloyd Austin đã công bố gửi vũ khí với cái gói viện trợ 2 tỷ mấy. Nên đã dấy lên một cái sự lo lắng cho Nga rằng là vài ngày nữa, vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa là Ukraine có thể tấn công lớn. Có hay không thì cho Nguyên cáo lỗi là Nguyên hoàn toàn không thể nắm chắc được. Nguyên cũng giống như các quý vị đó, là những cái bản tin nó tung ra khói mù á, nó làm chúng ta hồi hộp và chúng ta chờ đợi. Còn có đánh hay không thì đến đó Nguyên mới biết. Hai bên mà có quýnh thật hay không thì đến đó Nguyên mới biết. Còn bây giờ thì nghe họ nói như vậy thôi. Và hiện bây giờ thì Ukraine nhận thêm 2 tỷ mấy nữa. Nhưng mà Tổng thống Zelensky vẫn chưa hài lòng. Tổng thống Zelensky kêu gọi là Liên minh châu Âu hãy thúc đẩy viện trợ lẻ hơn vũ khí. Chúng tôi đang cần vũ khí. Cần với mục đích gì? Thì không nói, nhưng mà nó là hiện bây giờ chúng tôi cần những cái gói trợ cấp mà các quý vị cam kết cho chúng tôi thì hãy gửi bây giờ đi, đừng chờ đợi. Thì làm dấy lên một sự lo lắng cho Putin. Hiện bây giờ lực lượng của Nga đang báo động chuẩn bị cho cuộc phòng thủ, cuộc tấn công của Ukraine trong những ngày kế tiếp, làm cho Nga bây giờ lo. Các quý vị, ông Nga bây giờ teo, bây giờ Nga không biết là Ukraine có tấn công hay không, không biết, nhưng mà bây giờ lo lắm. Lực lượng an ninh quốc phòng của Nga đã báo động rằng là chúng ta hãy chuẩn bị cái tâm lý là trong những ngày kế tiếp là Ukraine sẽ tấn công với một cái quy mô cực kỳ là lớn ở tại nơi biên giới giao tranh và sâu trong lãnh thổ của chúng ta. Thì ai cũng đang chờ đợi cái giây phút đó hết. Có hay không? Không rõ. Nhưng hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái sự việc đang được nhiều người bận tâm trong cái bối cảnh chiến sự Ukraine và Nga đang ở trong một cái giai đoạn càng ngày càng kịch liệt, tuy phải nói là càng ngày kịch liệt, và cái bối cảnh xung quanh của cuộc chiến, vấn đề ngoại giao xung quanh của cuộc chiến nó càng ngày nó càng nóng đi, đặc biệt là những quốc gia giống như là Belarus, Ba Lan, Litva, Estonia, đó những cái quốc gia mà gần biên giới Nga hay là gần biên giới Belarus, họ đang rất là lo. Điển hình là những quốc gia Bắc Âu, những quốc, xin lỗi, những quốc gia ba quốc gia Baltic. Ba quốc gia Baltic đã kêu gọi Hoa Kỳ hãy điều động nhiều lực lượng hơn trên lãnh thổ của họ. Họ cho rằng là trong thời gian ngắn sắp tới đây sẽ có tiềm năng xung đột
đặc biệt là với Belarus. Nên họ kêu gọi Hoa Kỳ có thể gửi nhiều binh sĩ hơn ở tại Litva và nhiều nơi khác để có củng cố cái sườn phòng thủ ở NATO ở khu vực này, để ngăn chặn cái sự việc nếu cuộc chiến tranh với Belarus nó có thể loan tả ra. Thì gần đây thì Belarus đã có sự khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Belarus đã điều động hệ thống phòng không quả tiễn của mình nhắm về hướng của Ukraine, cũng nhắm về hướng của Ba Lan. Nên là hiện bây giờ ở khu vực nó cũng tạo ra một cái tình trạng đang nóng bỏng, lo lắng, hồi hộp các quý vị. Đó là bản tin nho nhỏ để chúng ta thấy rõ được là không phải chỉ có Ukraine và Nga không, mà hiện bây giờ Belarus cũng đang nóng dần với khu vực. Ngày hôm nay thì Nga đã công bố họ đã tiêu hủy thành công hai chiếc xuồng không người lái của Ukraine đang ý định tấn công vào căn cứ hải quân ở tại Biển Đen. Thì các cô chú anh chị em cũng biết đó, là Ukraine không có hải quân. Và Ukraine chỉ có tấn công bằng hai vũ khí chính, đó là máy bay không người lái và xuồng không người lái. Và hai cái vũ khí này đã làm cho Nga thiệt hại nặng nề trong hai năm vừa qua. Lực lượng hải quân của Nga không dám xích gần lại bờ biển của Ukraine, phải cách xa bờ biển của Ukraine tới mấy trăm cây số. Và Ukraine cũng thường xuyên tấn công vào đảo Crimea hay là căn cứ hải quân của Nga thường xuyên. Và ngày hôm nay thì Nga cho rằng là Nga đã thành công tiêu hủy hai chiếc xuồng không người lái. Có thành công thật hay không thì chúng ta không rõ, vì Nga có một cái kiểu mà chia sẻ thông tin là lúc nào cũng công bố cái thành công nhưng không bao giờ công bố cái thất bại. Cái nào cũng thành công hết, còn cái thất bại là không bao giờ chia sẻ. Nên họ cho rằng là họ đã thành công ngăn chặn được hai chiếc xuồng không người lái tấn công vào đảo Crimea. Thì các cô chú anh chị em cũng biết là đảo Crimea là cái ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong thời gian gần đây. Đảo Crimea đã bị thiệt hại cực kỳ là nặng nề. Nó đã dẫn đến Putin phải nổi cơn điên và Putin đã cắt chức nhiều người. Và gần đây nhất thì các quý vị cũng biết là Putin đã trả đũa Ukraine rất là nhiều trong cả tuần gần đây sau khi đảo Crimea bị thiệt hại. Thì ngày nào cũng vậy, thì cho nguyên mạng phép cập nhật một con số nhỏ thôi. Ngày nào cũng vậy thì Ukraine cũng thiệt hại gần cả 10 người dân thường và mấy chục người dân bị thương. Và mỗi ngày đều có. Lâu lâu mới không có người tử vong nhưng mà hiếm lắm, hiếm lắm. Và cái cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục bằng từ xa, bằng bơm lượn, bằng quả tiễn, bằng máy bay không người lái. Hai bên vẫn đáp trả với nhau một cách dữ dội trong thời gian gần đây. Trong thời gian gần đây thì Nga tung ra nhiều tin đồn, ví dụ là lấy được hai ngôi làng, vân vân. Ngày nào Nga cũng nói như vậy hết. Ngày nào các quý vị, ngày hôm qua thì Nga nó lấy một ngôi làng, ngày hôm nay Nga lấy hai ngôi làng. Ngày nào Nga cũng nói hết. Nhưng đó là Nga nói thôi. Nga nói thôi. Các quý vị hãy quen rằng là đừng nghe những gì Nga nói. Nha. Cũng giống như khu vực Kharkiv. Ngày 10 tây tháng 5, Nga điều động gần 50.000 binh sĩ tấn công vào miền Bắc Ukraine, Kharkiv. Nga đã đi sâu khoảng tầm 20 cây số về sau, có nghĩa là Nga lấy được 20 cây số. Khi Kharkiv và Ukraine có khoảng tầm 30 mấy cây số thôi biên giới. Nga đã đi được 20 cây số, Nga khoe mẽ, ôi thắng lợi rồi. Kharkiv sắp sửa thất thủ. Lực lượng Ukraine sắp tháo bỏ chạy Kharkiv, Kharkiv sẽ rớt vào trong tay của Nga. Tin đồn dữ lắm. Nói ơi là nói, ôi ơi là nói. Được vài ngày thì Nga đã mất 30.000 binh sĩ. Nga điều động 50.000, Nga mất 30.000. Còn 20.000 còn lại chạy mất dép. Chạy cha mẹ nhận không ra, chạy trở về nước. 30.000 binh sĩ trong vòng chỉ có vài tuần, Nga chạy mất dép trở về nước. Và cuối cùng ngày hôm nay thì các quý vị biết một số lượng binh sĩ của Nga đã bị bao vây ở tại một cái nhà máy hóa học. Và hiện bây giờ binh sĩ của Nga đã đầu hàng vô điều kiện. 400 binh sĩ của Nga đã đóng đô ở trong cái nhà máy, bị lực lượng Ukraine bao vây. Và cuối cùng ngày hôm nay đã chính thức công bố tất cả lực lượng của Nga đã đầu hàng hết. Ông nào cũng đầu hàng giơ cờ trắng và xin tha thứ hết. Đó là những cái gì mà Nga không bao giờ tiết lộ cho các quý vị.
Thì tại sao Nguyên nói á, trên chiến trường á, nó thay đổi không ngừng, chỉ cần một hay hai ngày là cuộc chiến nó thay đổi. Bữa nay chúng ta thắng một ngôi làng, ngày mai chúng ta thua lợi gấp đôi. Không ai biết được. Nó là tình trạng của cuộc chiến và những gì Nga công bố thì các quý vị cũng không nên quá tin. Đặc biệt là chừng nào chúng ta thấy được có cuộc chiến thắng lớn và Nga đã tạo ra được một cái phòng thủ kiên cố để bảo vệ thì chúng ta hãy để ý. Còn bây giờ mới thắng trong vòng chưa được 24 tiếng đồng hồ, chưa chắc gì hết. Nên là hiện bây giờ thì Nga cho rằng bữa nay là Nga thắng được hai ngôi làng. Đó là những gì Nga tiết lộ. Mà đối với Nguyên, những cái báo cáo đó, những cái thông tin đó nó không tầm quan trọng. Vì thực tế mất ngay trong ngày nhiều khi. Ngay trong ngày, mới vừa cắm lá cờ, chụp một tấm hình là tháo bỏ chạy liền. Rồi Yêu Khanh đến, Yêu Khanh cũng lấy lá cờ cắm vô, chụp lại tấm hình, rồi chia sẻ, chúng tôi mới lấy được một ngôi làng. Thì ông nào cũng vậy, trà trộn được vô 4-5 người gì đó, trà trộn vào một cái chỗ nào đó được 4-5 người du kích, rồi mục đích là gì? Cắm cái lá cờ, chụp cái selfie, rồi đưa lên trên mạng, trách nhiệm, rồi trốn về. Đó, họ là như vậy đó. Cái kiểu mà trà trộn vô và đánh du kích, trà trộn vô để chụp cái tấm hình rồi chạy về thôi, rồi nói à tôi lấy được cái ngôi làng này rồi, thấy không, tôi ở chỗ này mà, tôi ở chỗ này có hình đàng hoàng. Đó là bản tin liên quan đến Nga và công bố vấn đề lấy những ngôi làng. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em vấn đề phát biểu liên quan đến vấn đề ngoại giao chính trị của Nga tình trạng bây giờ. Hiện bây giờ thì đất nước Nga họ đang ở trong một cái trạng thái cực kỳ là lo lắng. Trong một cái bối cảnh mà hiện bây giờ Trung Nguyên nói đất nước Nga đang ở trong một cái giai đoạn hỗn loạn về vấn đề chính trị nội bộ, đặc biệt là quốc phòng. Gần đây nhất thì Putin đã cắt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó Putin cắt chức hàng loạt Thứ trưởng Quốc phòng, hàng loạt những người hộ tá cho ông Shoigu thời điểm đó. Và Putin đã bổ nhiệm những người thân thân tín của mình, cả luôn em họ của mình. Những người mà không có kinh nghiệm trong vấn đề an ninh quốc gia, Putin vẫn bổ nhiệm. Mà Putin không phải chỉ có làm như vậy không, Putin còn mua chuộc lực lượng Chechnya. Các người biết là lực lượng Chechnya đó. Gần đây nhất thì Putin đang mua chuộc lực lượng Chechnya bằng cách làm gì? Là bổ nhiệm em gái của ông trùm Chechnya nằm trong quốc phòng của Nga. Mà bà này bà không biết cái gì hết. Bà hoàn toàn bà không biết cái gì hết. Hiện bây giờ nó thực tế là cái lực lượng của Nga trong vấn đề an ninh quốc gia nó không còn tướng lãnh. Toàn là gia đình của Putin với gia đình của Chechnya đang nắm quyền không? Mà nó không còn người nữa, nên là cứ lấy người nào trong gia đình cứ bổ nhiệm đại và cứ ngồi cái chức vụ đó là được rồi. Có ngồi cho nó mít. Nó mít cái chức vụ đó đừng cho người khác ngồi. Ngồi cái ghế đó đi để đừng cho người khác ngồi. Vì cái ghế đó nó trống thì bắt buộc phải bổ nhiệm một vị tướng lãnh khác. Mà bây giờ nếu mà là người gia đình của Putin, người gia đình của những người thân cận của Putin, giống như là gia đình của phía bên ông Chechny đó, thì cái ghế nó không còn trống nữa, thì không bổ nhiệm ai hết. Nên cuối cùng nhìn lực lượng của Nga ngày hôm nay ở trong cái quốc phòng của Nga, an ninh của Nga, toàn là gia đình không, toàn là gia đình của Putin không. Một bản tin động trời cho biết thứ trưởng của Nga, cựu thứ trưởng của Nga sau khi bị cắt chức ôm một đống tiền chạy qua bên Pháp. Để cho các người biết là những cái người mà bị cắt chức vừa qua đó, họ biết được là Putin sẽ thủ tiêu họ, Putin sẽ tìm đủ thứ biện pháp hết. Nên là hiện bây giờ là họ thấy không xong rồi, họ ôm tiền họ chạy qua Pháp, chạy qua đây xin tị nạn. Mà cái điều lạ là gì nè, ở trên thế giới ngộ lắm, không ai từ chối tiền hết. Anh xin tị nạn mà anh có tiền là welcome, chấp nhận lấy. Tất nhiên là chúng tôi phải qua điều tra coi anh phải là gián điệp hay không, nhưng mà xin tị nạn là ok, có tiền là ok. Để cho các vị biết là cái bộ quốc phòng của Nga bây giờ nó không có nhân tài. Toàn là gia đình không à, toàn là gì làm nghề gì MC nè, ở nhà chăm con, bây giờ cũng thảy vô làm chức vụ trong thứ trưởng bộ quốc phòng, cái này cái kia hết. Bởi vì làm gì? Để làm cho cái chỗ nó không có trống và không cần bổ nhiệm một người khác. Và vậy là Putin an toàn, là lực lượng quân đội không lật đổ mình.
Vậy là Putin ngủ yên giấc vì cái ác mộng của ông Prigozhin, Putin vẫn còn chưa thể nào quên được. Cái ác mộng mà lực lượng Prigozhin, Wagner còn 300 cây số nữa đến thủ đô. Nên là bây giờ Putin đã dẹp hết tất cả luôn. Đó, thì hiện bây giờ Nguyên không biết trong tương lai ông Seru như thế nào, mà Nguyên nghĩ là ông cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông cựu tham mưu trưởng, cuộc đời của ông bế tắc, không biết hai ông này có trốn vào nước ngoài hay không. Nhưng khổ là hai ông này bị lệnh truy nã rồi, trốn không có được. Nhưng bà thứ trưởng bà đã trốn rồi, bà thứ trưởng quốc phòng bà đã trốn qua bên Pháp rồi. Và Nguyên nghĩ là còn nhiều người nữa, còn nhiều người nữa sẽ trong những ngày kế tiếp họ sẽ trốn ra khỏi đất nước Nga để tìm ra, bởi vì ở nước Nga bây giờ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Có một bản tin liên quan đến cái vụ ám sát, đó là một nhà chính trị gia đối lập của quốc gia Kazakhstan đang ở Ukraine đã bị ám sát ngày hôm qua. Ông này khá là nổi tiếng và ông ta được có rất là nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Kênh YouTube của ông ta đến tới mấy triệu người, gần cả 10 triệu người. Và là một cái nhà chính trị cực kỳ là nổi tiếng ở tại Kazakhstan đối lập với chính phủ. Và họ đã trốn vào bên Ukraine để họ xin tị nạn. Nhưng mà họ đã bị ám sát tại Ukraine. Hiện bây giờ chính phủ Ukraine với nhiều quốc gia khác đang nỗ lực tìm hiểu ai là kẻ thủ phạm ám sát ông này. Thì các ông này, không biết xin tị nạn thì có nhiều chỗ không đi xin. Đi chạy ra một cái quốc gia đang chiến tranh mà nó mất trật tự. Ukraine là mới vừa bắt một cái đường dây mà là muốn lật đổ chính phủ, mà nguyên ngày hôm qua Nguyên cập nhật đó, một bản tin nóng đó. Một nhóm lực lượng thân Nga đã bắt tay để chuẩn bị tấn công vào quốc hội của Ukraine để lật đổ chính quyền của Tổng thống Zelensky. Một cái quốc gia đang chiến tranh và đang bị ức ổn chính trị thì ổng lại xin tị nạn ở nơi đó. Và ổng đã bị ám sát, đó là cái câu tin khá buồn cho một nhà chính trị gia đối lập với chính quyền Kazakhstan đã bị ám sát tại trên lãnh thổ của Ukraine. Hiện bây giờ gia đình và những cái người mà ủng hộ đó, họ đang kêu gọi quốc tế can thiệp và điều tra thủ phạm. Nhưng mà các quý vị biết là khó thể nào điều tra được lắm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên muốn cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em. Bye bye các quý vị. Năm trước bình cựu vinh danh nhạc lẫn thơ, hãy kể tôi nghe những chiến công địa danh hiền hách của non sông, từng ghi chứng kiến bao thành tích, trông bước xâm lăng lũ dở hồng. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Để được tri ân tưởng tiếc về, hãy kể tôi nghe. Và cưỡi dây lửa hồn quê âm thì cháy, hãy kể tôi nghe. Và kẻ kinh xa nặng thương thế, hãy kể tôi nghe.
hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe. Cùng nhạc cháu con những ước thề. Hãy kể tôi nghe. Đừng quên xương máu tiền nhân đã. Bất khuất bao đời dốc chiến trinh. Hãy nghe tôi nghe. Hãy kể tôi nghe tên mỗi người, xa thân bảo vệ nước Nam tôi. Mà khi nhắc đến còn run sợ, bạo chúa vô tâm khuấy góc trời. Hãy kể tôi nghe, kể hết ra. Bờ áo mẹ nuôi trái yên nhà, nơi nào lưu vết thiên hùng sử. Triệu đấng anh tài vị quốc gia. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe. Để được tri ân tượng tiếc về. Hãy kể tôi nghe. Và khơi dây lửa hồn quê âm thì cháy. Vạn kẻ kính xa nặng ước thề. Hãy kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe, kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe. Cùng nhạc cháu con những ước thề. Hãy kể tôi nghe. Đừng quên xương máu tiền nhân đã. Hãy kể tôi nghe. Bất khuất bao đời dốc chiến trinh. Hãy kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe. Hãy kể tôi nghe.